Hoàng đang chạy trên cung đường liên huyện 14C, đang chạy trên địa phận thuộc xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Bên phải của mình là trường tiểu học Long Giang. Đây là cổng văn hóa ấp Cao Su nè anh chị. Còn bên trái là chợ Cao Su. Giờ này thì Hoàng đã quay trưa rồi, cho nên là người ta vắng chợ ha. Chứ buổi sáng và buổi chiều rất là đông. Tiếp tục chạy hướng này là ra cung đường DT786 bên ngoài anh chị. Mình sẽ quẹo phải theo cung đường liên xã Long Giang, Long Phước. Tới biệt thự Hoa Sứ rồi quẹo vào đường nhựa sẽ tới lô đất ngày hôm nay, nhân vật chính của video này. Đây là cổng chính của trường tiểu học Long Giang nè. Và bây giờ thì Hoàng sẽ chạy thẳng vào ngay lô đất của mình luôn. Anh chị theo dõi video này ha. Và kính chào mọi người. Ngày hôm nay thì lô đất này là lô đất rất là đẹp, lên đến 1:3, hai mặt tiền đường và một mặt tiền đường nhựa vừa mới lên xong, một mặt tiền đường đất. Khu dân cư hiện hữu. Lô đất này thì phù hợp cho anh chị mua để đầu tư phân lô nha anh chị, hoặc là xây biệt thự trên lô đất này. Vị trí khá là đẹp. Đây là cái biệt thự Hoa Sứ ở bên tay trái đó anh chị. Vị trí này cũng rất là quen thuộc nếu mà anh chị nào có quan tâm thị trường bất động sản tại Bến Cầu này. Rồi, tới đây sẽ có con đường nhựa nhánh nằm ở bên tay phải nè anh chị. Chạy thẳng là về hướng xã Long Phước nha anh chị. Mình sẽ vào cung đường này. Cung đường này thì cũng có lộ giới hoạch là cũng khoảng 20m. Chạy vào thêm khoảng độ 300m sẽ đụng ngay lô đất. Từ vị trí đất của mình về ngay cái chợ lưu cao su lúc nãy màu hoàng miêu tả là chưa đầy 1 cây số nha. Còn ra ngoài ủy ban nhân xã, trung tâm văn hóa và đường DT786 bên ngoài là khoảng độ 1,5 đến 2 cây số nha anh chị. Và đây là lô đất của mình, góc hai mặt tiền đường, nhà cửa dân cư tứ hướng. Chiếc xe tải đang chạy là cái hướng mình vừa chạy vào đó anh chị. Qua cái giường mít này là đụng ngay lô đất của mình luôn. Đó, lô đất của mình là lô đất trống ha. Tiếp tục chạy theo cái hướng xe tải là ra cung đường liên huyện 14C. Đối diện đất của mình là nguyên một cái vườn bưởi rất là xanh tươi. Đấy, nhà cửa đầy đủ ở khu vực này nha anh chị. Và đường điện lớn của nhà nước đi ở trên, cắm trụ lớn luôn đấy. Ngoài đó chạy vào tới đây, đụng lô đất. Và tiếp tục chạy qua bên kia là đường liên huyện. Đường này thì lộ giới hoạch xin nhắc lại là 20m ha. Bây giờ thì Hoàng sẽ cho anh chị xem sổ của lô đất này. Và tiếp tục anh chị đang xem trên đây là quyển sổ hồng chính chủ nằm tại nhà, có thể là công chứng sang tên ngay luôn nha. Vị trí nằm tại là ấp Cao Su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Tây Ninh, nằm xung quanh bán kính khoảng 1 cây số là trường học, chợ, trung tâm văn hóa, đầy đủ tất cả tiện ích hết. Khu vực này là trung tâm của ủy ban dân xã rồi anh chị, di chuyển về xã là khoảng độ 1,5 đến 2 cây. Và lý do mà Hoàng nghĩ anh chị nên mua lô đất này là lô đất này nằm ở khu vực là quy hoạch phủ hồng toàn bộ 100%. Tuy là đất chưa thổ cư nhưng mà nếu anh chị có nhu cầu lên thì có thể lên full miếng đất này luôn. Và cái giá trị để lên thổ cư ở cung đường này thì cũng tương đối chưa có mắc bằng cung đường ngoài nha, tương đối còn rẻ. Vì thế là anh chị nào mà đúng ngay nhu cầu mua để phân lô với mặt tiền là 30m đường nhựa đấy thì có thể là phân lên 6 lô nha anh chị, được một lô góc hai mặt tiền đường. Đó là một lợi thế để anh chị có thể chọn mua ngay lô này. Còn nếu mà mua để sử dụng xây nhà thì cũng ok lắm chị. Mặt bằng đất rất là bằng phẳng, hai mặt tiền đường, nhà cửa thì tứ hướng hết, đầu đích trước sau và hai bên. Đi chợ cũng gần nè, chùa chiền cũng gần nè. Rồi ngoài ra thì các cửa hàng tiện lợi, cây xăng, vắt hóa xanh, điện máy xanh thì nằm bên ngoài khúc đường DT786 rồi. Cách lô đất của mình cũng chỉ có 2 cây số thôi. Còn là anh chị ở xa như là các tỉnh Long An, Bình Dương hoặc là đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đi. Thì đầu năm 2024 là tiến hành khởi công cao tốc thành phố Hồ Chí Minh một bài. Nếu mà từ ngay thành phố Hồ Chí Minh, địa phận là thuộc quận 12 thì anh chị di chuyển về tới đây chỉ khoảng độ có 40 phút thôi anh chị. Đấy, rất là tiện luôn ha. Và về tới điểm xuống cao tốc có xe dịch vụ đưa thẳng vào ngay lô đất của mình luôn. Tốc độ di chuyển khá là nhanh. Cho nên là anh chị có thể đón đầu xu hướng và có thể mua lô đất này xài hoặc là đầu tư cũng được nha. Rồi, bây giờ thì đi vào trọng tâm thông tin của video này. Tổng diện tích sử dụng của lô đất này là 1.302,3 m², là hơn 1:3. Hiện trạng sử dụng đất là đất trồng lúa nước còn lại là OK. Như Hoàng đã nói là có nằm trong quy hoạch phủ hồng toàn bộ, anh chị có thể lên full 100% thổ cư nha. Tiếp theo, đây là hình dạng thửa đất trên sổ đó anh chị. Một cái thế đất nhìn vào sổ rất là đẹp luôn ha. Ở thế hai mặt tiền đường, thì cái mặt tiền mà nằm ở hướng đông nam đó anh chị. Đây là mặt tiền chính bên ngoài, đây là cũng là căn cứ để tính tiền lô đất này. Mặt tiền đường nhựa nha. Thì mình tiếp giáp mặt tiền đường nhựa hướng đông nam á, là 30m. Và đối xứng với cái mặt tiền này, cái cạnh ở bên trong á, anh chị cũng vẫn là 30m ha. Tiếp tục cái mặt tiền đường đất thứ hai và quay về hướng tây nam. Chiều dài tiếp giáp đường của nó là 42m. Và cái cạnh đối xứng dài vào bên trong cũng vẫn là 42m nha anh chị. Nói chung thì các cạnh chiều dài xấp xỉ bằng nhau, 30 30 42 42.
cái cạnh 30m là tiếp giáp mặt tiền đường nhựa. Nếu mà anh chị phân lô thì có thể là lên full thổ cư, rồi quay ra mặt tiền đường nhựa mình có thể cắt 6 lô bên ngoài với mỗi lô là 5m, sau năm 30 đó anh chị, có một lô góc hai mặt tiền ha. Đó. Rồi bây giờ thì xin mời anh chị ra ngoài cùng Hoàng review đất này. Đây. Đây là cái mặt tiền đường đất thứ hai nè anh chị, có cái trụ ngay góc á. Từ cái góc này qua tới cái hàng rào luôn là 30m. Cặp ranh hàng rào đất ta là dài xuống 42. Đích này kéo dài qua bên đây là 30m. Và cạnh tiền mặt tiền thứ hai là 42m nha. Đó. Cái đường bên đây cũng khoảng độ 4m anh chị, để vào 4-5 cái nhà bên trong. Còn đường nhựa này là đường nhựa thông nha. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi cái phần mặt tiền đường 30m cho anh chị xem. Nhựa này thì vừa mới hoàn thành xong khoảng độ 1 tháng thôi anh chị. Đấy, mặt đường rất là thoáng, xe tải xe hơi chạy né nhau luôn. Có cấm biển báo hiệu giao thông nữa nè. Bên đây thì mình đã được tiện một cái mặt hàng rào rồi anh chị. Cái đất bên kia người ta đã xây hàng rào hết ha. Đó, tới đây là 30m. Vừa tròn 30m luôn. Cái này dài xuống là 42m 30. Và mặt tiền thứ hai là 42. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi cắt cạnh dài xuống cho anh chị xem. Cái phần phía sau đất của mình là có một căn nhà cấp 4, người ta cũng mới vừa xây xong anh chị. Đất này thì chỉ có trồng rau màu lúc trước thôi. Đó, cho nên là cái thổ nhưỡng cũng còn khá là tươi tốt. Anh chị về có thể trồng trước những cây ăn trái mà mình yêu thích, rồi sau đó mình có thể xây nhà cũng được nha. Nó là mảnh sân vườn. Đây, tới đây mình đã đi được hết 42m rồi. Trừ trên mí đường đi dài xuống đây, mình đã tiện được một cái mặt hàng rào nha. Còn cạnh này là 30m cũng đã có cấm trụ. Đó, toàn bộ xung quanh ranh là hoàn chỉnh rất là kỹ luôn. Anh chị có thể xem trên clip là nắm rõ được cái ranh giới rồi. Quan trọng nhất vẫn là cái giá cả cái lô đất này nha anh chị. Còn về mặt bằng bên ngoài hiện trạng thì khỏi chê rồi. Và ngày hôm nay thì chủ kêu giá cũng gọi là giá rẻ hơn thị trường hiện tại. So với những lô đất cùng tuyến đường và gần với vị trí này, người ta kêu đã khoảng 90 mấy gần 100 triệu mét rồi. Tuy nhiên chủ đất là kêu lô đất ngày hôm nay là chỉ có 89 triệu mét thôi anh chị. Đấy, rất là thiện chí để bán nhanh ha. Ngoài ra còn thương lượng bất lọc cho anh chị nào nhanh gọn lẹ luôn. Cạnh này mặt tiền là 42m nè. Thì mình tính tiền theo cái mặt tiền đường nhựa bên ngoài đấy là 30m. Mình lấy 89 triệu 1m nhân cho 30m mặt tiền thì tổng giá trị lô đất này ra sẽ là 2 tỷ 670 triệu. Và giá này thì còn thương lượng bất lọc nha anh chị. Và cái thông tin mà Hoàng đưa lúc nãy, giá lô này rẻ hơn với thị trường và rẻ hơn những cái lô mà kêu cùng vị trí trên con đường này, thì anh chị nếu có điều kiện có thể xuống xem đất rồi đi khảo sát hết tuyến đường này để anh chị tham khảo lại cái thông tin Hoàng nói có đúng không ha. Giá này có thể nói là rất là rẻ so với cái thị trường hiện tại, anh chị mua là lời ngay rồi. Còn nếu mà có thế đầu tư phân lô như em đã nói á, là mình phân ra 6 lô lên thổ cư nữa, chi phí lên thổ cư rồi chi phí làm sổ, tính ra là mỗi mét ngang mình chưa đến 100 triệu một mét. Mà hiện tại một lô thị trường này với bề ngang 5m, hậu dài chuẩn là 42, full thổ cư, lại nằm mặt tiền đường nhựa gần xã gần chợ nữa, thì thanh khoản bán lẻ những cái lô này cũng tương đối là khá dễ với anh chị. Hơn nữa thì sao duyên này thì cái thị trường bất động sản đã bắt đầu khởi sắc lại rồi, tốc độ khách hàng gọi cho Hoàng cũng đã tương đối là nhiều hơn. Rồi đến đây thì mọi thông tin chi tiết thắc mắc muốn mua lúc này xin liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc dưới màn hình 0981877139 nha. Và Hoàng xin cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi từ đầu video đến giờ. Hẹn gặp lại anh chị trong video sau về nhà và đất tại Tây Ninh trên kênh Điện Thoại Ninh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.